Dạ em có chồng em từng ly hôn đấy. Có con chưa em? Dạ em có một con trai 9 tuổi, em ở cùng mình ạ. Thôi bình tĩnh, bình tĩnh. Người mẹ mà không được ở gần con á, nó có rất là nhiều cái nỗi niềm. Em có muốn chia sẻ cái gì không? Con ở xa không Huyền? Dạ con em chồng đưa về miền Trung nuôi ạ. Về miền Trung rồi hả? Dạ, Em quê chồng ở Quảng Trị. Quảng có được Trị. gặp con nhiều không? Dạ em vẫn về thăm con một năm một lần. Một năm mới thăm một lần. Quỳnh Linh, chào Xin em. chào chị Ngọc Lan, Chào chào em. bạn gái bên kia. Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Cao Văn Định, quê ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Em đang làm việc tại một công ty nhựa tại khu công nghiệp Bình Dương. Rồi, chào nhà trai nha. Bây giờ thì nhà gái sẽ giới thiệu về mình nè. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quỳnh Minh và Chào chào quý em. vị khán giả, chào anh ở bên kia ạ. Em tên là Lê Thị Huyền, em đến từ Vũng Tàu ạ. Dạ em làm công nhân may của công ty giày. Là tức là mình từ Vũng Tàu mình lên đây mình ghi hình Dạ. hả? Vũng Tàu nhưng mà ở Vũng Tàu hay Bà Rịa em gái? Em ở dưới thành phố Vũng Tàu anh ạ. Thành phố Vũng Tàu luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ thì á, một người ở Bình Dương đi Vũng Tàu cũng xa lắm nha. Bây giờ mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình đi Định cho Huyền nghe. Ưu điểm của em tính tình thì rất trung thực, thẳng thắn mà cũng biết giúp đỡ người khác khi mà cần, khó khăn không giàu nhưng mà cũng biết giúp đỡ người khác. Khuyết điểm thì đôi khi cũng hay ít nói, không uống được bia rượu nhiều. Cái đó là Vấn ưu điểm đó chứ. đề với lại thẳng thắn thì đôi khi cũng hay Mất lòng. mất lòng người khác, Ừ. nhưng mà thà mất lòng trước hơn mất lòng sau. Mất lòng trước đặng lòng sau ha. Dạ. Nhưng mà cũng đừng thẳng quá. Có những cái việc người ta không nên nói thẳng luôn. Ví dụ đừng có nói Ngọc Lan là cười xấu quá. Ví dụ đừng có nói Ngọc Lan là cười xấu quá. Ví dụ vậy nha. Dạ. Ừ. Chị Ngọc Lan lúc nào cũng xinh đẹp mà. Chị Ngọc Lan lúc nào cũng xinh đẹp mà. Bây giờ chúng ta nói về ưu điểm khuyết điểm đi, đừng có nói về đẹp với xấu ở đây nữa. Nhà gái, ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của em cũng nhanh nhẹn hoạt bát. Dạ em biết nấu ăn giỏi, em nấu những món ăn mà nhậu được ạ. À, nấu món nhậu được. Bên đây không biết nhậu. Nhưng em lại biết nhậu á. Nhưng em lại biết nhậu á. Trời ơi. Thì tự nấu ăn rồi tự nhậu. Bên đây không biết nhậu, bên kia biết nhậu nha. Ừ, rồi gì nữa? Em cũng hay suy nghĩ, em sống nội tâm á, nhưng mà Ừ. em biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Em kỹ tính, em rất là sạch sẽ, gọn À, gàng. rồi có khuyết điểm gì không? Em cũng hay tin người, thật thà. Một bên kỹ tính, một bên thẳng thắn cũng dễ xích mích Dễ đụng lắm. lắm nha. Bây giờ đường tình duyên của em gái sao nè? Dạ em có chồng em từng ly hôn đấy. Có con chưa em? Dạ em có một con trai 9 tuổi ạ. Em ly hôn lâu chưa? Em ly hôn được 3 năm rồi. 9 tuổi là con trai hay con gái Huyền? Dạ con trai anh ạ. Con trai. Ở với ai? Dạ con ở với ba cháu đưa về quê nữa. Con vợ em ở Vũng Tàu với ai Huyền? Em ở cùng mình ạ. Thôi bình tĩnh, bình tĩnh. Người mẹ mà không được ở gần con á, nó có rất là nhiều cái nỗi niềm. Em có muốn chia sẻ cái gì không? Con ở xa không Huyền? Dạ con em chồng đưa về miền Trung nuôi ạ. Về miền Trung rồi hả? Dạ Em quê có chồng được ở Quảng Trị. Quảng Có được gặp Trị. con nhiều không? Dạ em vẫn về thăm con một năm một lần. Một năm mới thăm một lần. Dạ. Là do mình không có điều kiện về thời gian để thăm con hay là do mình không được thăm con Do nhiều? em không có thời gian để về chứ. Thôi giờ vậy mình về Quảng Bình, mình ké qua Quảng Trị được không? Gần không? Dạ gần mình ạ. Gần. Thôi. Cố gắng lên. Không. Cố gắng lên nào. Cố gắng lên. Cuộc sống nó không có như ý muốn của mình đâu. Đôi khi nó bất như ý đó. Nhưng mà cứ càng buồn, càng rơi nước mắt là mình càng khổ thân hơn nữa em gái à. Hãy cố lên Huyền nha. Chia sẻ với em về hoàn cảnh gia đình như vậy. Còn em trai, tình hình em sao? Em thì đã từng kết hôn với một người vợ vào năm 2014. Sau khoảng một năm thì hai vợ chồng chở nhau đi khám bệnh ở bệnh viện Trung ương Huế. Em đi bằng xe máy chở vợ, thì không may tai nạn với ô tô xảy ra, thì vợ em mất tại chỗ, còn em thì cũng bất tỉnh cấp cứu ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì những người đã chứng kiến cái lúc mà tai nạn thì họ tưởng em là chết xong rồi, họ đã thắp hương cho em rồi, không ngờ thì em lại sống lại được. Người ta bất ngờ, người ta nói anh là cao số, không ngờ anh là sống lại được.
Sau hơn một tháng mới tỉnh lại, mới biết được là về nhà, mới biết được là vợ mất. Ở tại bệnh viện thì không hề biết là vợ mất, người nhà giấu, không có biết. Lâu chưa về định? Dạ, đến nay là 6 năm rồi. 6 năm rồi? Dạ. Có con chưa? Em chưa. Chưa có? Dạ. Bạn bè người thân với mọi người động viên, nhưng mà sau khi vợ mất thì hơn một năm em mới tỉnh táo lại, mới vào Sài Gòn làm việc. Cũng quen một hai người nhưng mà có lẽ duyên số hoặc là có cái gì đó chưa hợp nhau. Mặc cảm hả? Dạ. Em bây giờ sống ở Bình Dương với ai? Em ở một mình nhưng mà có bạn bè ở xung quanh cũng đông. Rồi gia đình Quảng Bình còn ai? Em thì anh em đông. Rồi hoàn cảnh hai bên nói chung là quá nhiều cái bi thương ha. Chia sẻ với anh chuyện này và em hy vọng rằng anh sẽ tìm thấy lại được cái sức mạnh nội tại của bản thân mình ha. Mình vượt qua được hết tất cả mọi cái gì nó qua nó cũng đã qua rồi. Và bây giờ mình cố gắng mình tìm cho mình một cái người để mà có thể kề vai sát cánh cùng với mình, vực dậy tinh thần của mình và cùng đi đến một cái tương lai tốt đẹp hơn ha. Mình còn tương lai rất là dài. Rồi bây giờ chuyện cũ chúng ta khép lại, chúng ta bắt đầu lật sang một trang mới để đến với một cái cuộc sống mới. Bây giờ nhà gái cho Ngọc Lan biết rằng là nhà gái có mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào. Em mong người biết chăm lo cho gia đình và quan tâm và hiểu cho em, đồng cảm với em. Người bên đây cũng thèm khát một gia đình lắm, cho nên chắc chắn cái chuyện này là bên đó sẽ đáp ứng được. Rồi còn gì nữa không? Em không thích đàn ông mà màu mè hay là liệt, em thích đàn ông mà vững vàng một chút, gọn gàng, sạch sẽ. Bên đó là chỉ có màu trắng thôi, không có nhiều màu đâu. Còn cái điều gì nữa em không thích ở đàn ông? Em không thích đàn ông hút thuốc nhiều, tại vì em có dị ứng với mùi thuốc. Chú bảo vệ có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc. Không, hay tốt quá. Rồi rồi em còn mong muốn gì nữa không? Tôi nghĩ tương lai em sẽ đón con về không? Dạ nếu, tại vì lúc trước em với chồng cũ có thỏa thuận với nhau là để con lớn này theo ai thì người đó sẽ Anh nghĩ thế này, dù sao thì ba của bé cũng có điều kiện hơn, có thể để đúng bé rồi. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mình, quan tâm, mình gọi điện, rồi mình có điều kiện về thăm bé là được. Lớn lên thì chắc bé cũng hiểu được cái hoàn cảnh của mình. Anh nghĩ rằng là chim cũng bay về tổ thôi ha. Và chắc chắn là nơi nào đó con em cũng luôn luôn nhớ yêu thương em như là em yêu thương con của mình vậy. Bây giờ quan trọng mình nguôi ngoai để mình tiến tới một cái tương lai nè, bỏ qua chuyện cũ đi ha. Bây giờ nhà trai, còn em mong muốn một người vợ như thế nào? Em mong muốn một người vợ thì dịu dàng, hiền lành một chút, biết chăm sóc gia đình, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc con cái. Nãy giờ em có nghe cô gái nói không? Dạ. Cô này hiền lành lắm. Dạ. Bây giờ thì chúng ta hỏi người nhà đi. Hỏi người thân, người thân cái đã. Người thân của người thân anh. Em hôm nay đến có em trai với mấy người bạn. Rồi cho anh gặp em trai cái đi. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh. Là chị Ngọc Lan. Dạ. Chị á thì em nhận xét là cũng dễ thương, chân thành. Qua cái tìm hiểu bước đầu á thì em thấy cũng là cũng phù hợp với cái điều kiện với anh trai của em. Thì em cũng mong muốn là anh chị là tìm hiểu, là em luôn luôn sẵn sàng ủng hộ anh chị. Rất là cảm ơn. Rồi, em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi có một mình. Một mình hả? Không sao. Rồi. Chị Lan lo. Tin chị. Qua bên đây nhìn lo. Nhìn mặt chị uy tín không? Dạ có uy tín. Đó. Tin chị là được. Bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Mở rào. Nào bước qua đi Đình. Chào em. Anh nhau có gặp em. Anh có món hoa tặng em. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Vâng, cảm ơn. Thế lần đầu tiên anh gặp em, anh thấy em như thế nào ạ? Thấy em cũng hiền lành, dịu dàng, một người sống nội tâm. Thường thì tính cách của em rất là hay suy nghĩ và sống nội tâm, nhưng mà có chuyện gì đó em cũng hay tủi thân ạ. Nên em cũng dễ khóc. Anh thấy em ở Vũng Tàu, anh ở Bình Dương, cái đoạn đường nó có xa quá không ạ? Anh thấy cũng hơi xa, nhưng mà cái quan trọng là mình có tạo cơ hội cho nhau hay không. Còn xa thì người ta nói là anh chưa nói yêu nhưng mà quen nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội thì mấy đèo cũng qua. Có cơ hội thì ta cứ tìm hiểu, quen rồi chia sẻ, nhắn tin, nói chuyện rồi gặp gỡ, tại hẹn hò. Em nghĩ ở trên này thì thời gian nó quá ngắn, nếu như mà cảm thấy mình có cái ấn tượng đầu tiên này thì mình nên cho nhau cơ hội chứ. Còn thời gian trên này mà bảo tìm hiểu để hiểu nhau thì cũng chưa phải là chắc chắn được, phải cần thời gian.
Anh làm gì ở Bình Dương ạ? Em làm cho bảo vệ cho công ty nhựa của tại Bình Dương. Em không biết nói gì. Bây giờ mình đặt vấn đề, thí dụ bây giờ Định có thể bảo bọc được Huyền không? Câu chuyện của anh thì anh nói thì chắc em nghe rõ rồi. Anh bắt đầu làm lại từ đầu, cho nên là đến bây giờ anh chưa đi bước nữa là lý do đó. Cuộc sống của anh nói chung thì chịu khó để làm, chịu ổn định thì có lẽ thì anh chưa nói là ổn định được. Nhưng mà anh có vững vàng để bước thêm một bước nữa không, để có thể đồng cảm và chia sẻ với em trong cuộc sống được không á? Tại vì em thì cần một người đàn ông mà vững vàng để lo cho gia đình một chút, mà phải mạnh mẽ lên, quyết đoán nữa. Anh thì rất quyết đoán. Nãy giờ anh hiểu cô gái bên kia hỏi là anh vững vàng chăm lo gia đình chưa. Thí dụ bây giờ nè, Huyền đi nghỉ việc ở Vũng Tàu, về đó hỗ trợ xin công việc cho Huyền, rồi Huyền với em cùng xây dựng tương lai ở Bình Dương. Wow. Được không? Được như vậy thì rất là tốt. Mà vấn đề là cái kinh tế của anh á, bây giờ em thì lại là một cái người phụ nữ, cho nên là em về vấn đề kinh tế là em cũng phải nói thẳng vô để bảo vệ cho thân chủ của em. Bây giờ hoàn cảnh của anh như thế rồi, thật ra bảo vệ thì chúng ta hiểu rồi, lương nó cũng cơ bản như vậy thôi. Vấn đề chỗ là nếu mà Huyền về Bình Dương thì có thể hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau, Huyền cũng đó, đi làm đó. Việc rồi anh em hỗ trợ nhau, thí dụ mình làm thêm một việc gì đó, rồi công việc của anh thì anh vẫn đi làm, vẫn đi làm rồi về phụ vợ hay thêm rồi bỏ đó. Hàng gì đó. Bây giờ quan trọng ta hiểu nhau, yêu nhau thì bạn bè sẽ hỗ trợ được vấn đề về kinh tế. Nhà trai chúng tôi hơi bi quan về việc đó. Đừng lo gì em. Lúc anh lấy vợ anh không có xe để đi, không có nhà để ở. Anh ở nhà thuê đó, anh đi xe mượn luôn đó. Nói vậy cho em hiểu, thành ra là không có gì để ngăn bước được chúng ta yêu nhau. Phải yêu nhau cái đã, thương nhau thì việc gì ta cũng tiến tới được hết. Được không? Vâng ạ, đúng ạ. Nói vậy em gái thấy ổn không? Thật ra hai bên cũng có hoàn cảnh như nhau. Anh biết là em cũng ở trọ ở Vũng Tàu đúng không? Dạ, đúng rồi, chắc. Đó, hai người cứ tìm hiểu nhau. Nếu mà hiểu nhau rồi, chúng ta sẽ kiếm một việc làm cho Huyền ở Bình Dương. Rồi Huyền về Bình Dương ở. Vào đây có mấy người con trai người ta hỗ trợ mình. Nếu anh tính á, thì anh sẽ đưa Huyền về Bình Dương tốt hơn. Được không Huyền? Anh thấy anh tính vậy ổn không? Dạ. Đó, anh đưa ra cái tư vấn vậy thôi. Còn chuyện... Nhưng mà đó là anh nói ổn, còn anh định lại không ổn hay sao? Ổn không Định? Dạ ổn anh ạ. Đó. Dạ. Thật ra hai bạn dưới đây nè, người sẽ tư vấn cho và hỗ trợ cho các bạn. Em nói gì cho ba nhà gái người ta yên tâm thôi em trai. Em trai thì mong muốn là anh chị cứ yêu thương nhau. Kinh tế hiện tại giờ thì anh trai em thì cũng làm mấy năm thì cũng có một chút ít rồi. Đó. Cũng đó. Phải là khó khăn lắm đâu. Giờ chỉ có yêu thương là có hết. Theo em như thế. Nói là nói cho em đó, bây giờ đứng lên nào Huyền. Em cũng đang băn khoăn đúng không? Trong lòng cũng chưa có dứt khoát. Bây giờ nắm tay chút xíu đi. Cho mình cảm nhận coi cái bắt tay nắm người tay. Người đàn ông này là chân thành đó. Đó. Em rất chân thành. Anh nói bảo đảm em giờ á, anh này anh hiền từ con chút chút rồi, nghe em trai nói không, hai người kia đảm bảo rồi. Tìm hiểu được, vài ba tháng sau về Bình Dương luôn cho anh. Mình góp gió thành bão thôi em ơi. Rồi hai người nắm tay nhìn thẳng nhau coi, sâu vào đáy mắt nhau coi. Đó. Ấm áp không nè? Dạ rất ấm. Ấm không? Dạ. Bây giờ thôi hai người về chỗ ngồi đi. Nào. Bây giờ thật ra anh muốn nói hết những cái gì của anh suy nghĩ về Định cho Huyền hiểu hơn, để Huyền đưa ra quyết định cho chính xác thôi. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, bấm. Được. Chúc mừng. Được đó. Đây là cơ hội đầu tiên. Dạ, cảm ơn anh Quỳnh. Chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Dạ. Hãy nắm tay nhau nào. Huyền ơi, nếu em còn băn khoăn điều gì thì xuống dưới trao đổi đi. Anh nghĩ rằng hai người này sẽ giải thích cho em tất cả. Định thì nhiều khi Định nói không được đâu. Anh biết cái ý của Định như vậy, nhưng mà anh sẽ nói thay Định ha. Dạ, em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Trời ơi, ổng không. Chúc hai bạn sẽ tìm hiểu nhau, yêu nhau và thông báo tin vui chúng tôi nha. Đăng nữ. Trời ơi. Anh Linh ơi,
em là phụ nữ nha, mà đầu tiên em chỉ nhìn cái thôi là trời em mê liền luôn rồi đó nha. Chắc là dễ thương lắm ha. Chứ sao nữa. Em tên gì? Dạ em là tên Trần Ngọc Hiền. Em 22 tuổi. 22 tuổi. Nghe chưa, bên đây là vừa đẹp cái người nè, tuổi trẻ nè, duyên dáng đáng yêu lắm nha. Không biết bên kia sao anh nha. Từ từ, bình tĩnh, 22 tuổi đúng không, tên Hiền đúng không? À. Bên đây để xem nha. Nhân vật chúng ta đâu, xuất hiện nào. Xin mời. Gì mà vỗ tay lớn quá vậy anh Linh ơi. Mời 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 bạn ngồi. Trời ơi, bên đây hơi bị đẹp trai nha. Thông minh nha, chững chạc nha. Bạn tên gì? Dạ em tên Trần Nguyên Châu, 26 tuổi rồi. Bạn là làm nghề nghiệp gì? Dạ em gần tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nghề nghiệp dữ rồi nha. Nè nha, bên đây đang học Đại học Bách khoa nha cưng. Anh Linh, theo em biết đó, 18 tuổi là tốt nghiệp phổ thông trung học, học đại học 4 năm là mới có 22 tuổi là ra trường, mà tại sao 26 tuổi mà còn đi học là sao? Chuyện bình thường, bởi vì đây ta yêu thầy cô giáo, yêu trường, ta học lâu lâu quá. Đúng không bạn? Tại vì năm 21 tuổi em mới thi đại học. Bạn học ngành gì? Ô tô máy động lực cũng có đại học Bách khoa luôn. À, tức là học làm ô tô. Dạ. Các Tường ơi, dạ dạ, bên đây là học là chế tạo ô tô nha. Em nghe rồi em. Ngon nha, không có đi xe máy đâu nha. Rồi em biết rồi, để em khai thác bên em tí coi. Hiền ơi, dạ. Hiện giờ em đang làm gì? Em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Việt Mỹ chuyên ngành biên phiên dịch tiếng Anh thương mại. Tại sao em học cái ngành đó? Em thích tiếp xúc với mọi người, thì sở thích của em á là em thích kinh doanh và thích mở rộng ra nước ngoài. Anh ơi, bên đây là sinh viên đó. À, ta đang học cao đẳng đó nha, mà ta có hướng ngoại lắm đó nha. Nói chung là thích kinh doanh đúng không? Bên đó có kinh doanh không? Đây đây nghe tiếp nè, sở thích của bạn là gì? Sở thích của em là nghiên cứu về lịch sử với văn hóa. Gì kỳ, học ô tô, sửa ô tô rồi đi chế tạo ô tô rồi thích văn hóa, nghiên cứu văn hóa lịch sử là sao? Không có hợp lý với nhau cho vậy? Em nghe hết rồi và em hiểu nguyên nhân tại sao mà 26 tuổi còn đi học. Tại vì không có tập trung vô chuyên môn, học cái này mà lo làm cái kia không à, cho nên học hoài là vậy đó, phải không? Không, mà nghiên cứu về văn hóa lịch sử cũng tốt đó. À, biết đâu là đi cái ngành khác thì sao, đúng không? Quan niệm sống thế nào? Thích cái gì và ghét cái gì? Thích sự tự do, ghét ràng buộc. Thích tự do, ghét ràng buộc. Đó, nghe chưa? Vậy sao có vợ được? Trời đất ơi trời. Thì kiếm một cô cũng thích tự do giống mình. Vậy hai người tự do chân ở nhau chi? Thì đều tôn trọng sở thích tự do của nhau anh. Bên đó coi có chịu điều kiện này không nha. Em bây giờ em nói rõ hơn về nguyện vọng hay là cái ước muốn của em trong tương lai, hay là về cái con đường sự nghiệp của em định nó sẽ như thế nào? Em thích nhất là kinh doanh. Nên em trong thời điểm này thì em cảm thấy là em cần hai thứ, đó chính là mối quan hệ và kinh nghiệm. Vì vậy nên em mở một vài cái shop kinh doanh online, khoảng 3 shop. Hiện tại là có 3 shop thời trang nha. Kinh doanh 3 shop thời trang online nha. Tôi đề nghị cho anh Trọng pháo tay. Bởi vì bên kia nghe có vẻ là rất là giỏi ha. 3 cái shop rồi, làm chủ rồi đó. Còn bạn có gì chưa? Bạn có cái gì chưa? Có cái gì vững chãi bảo đảm về kinh tế? Ta có shop rồi là chủ rồi. Không, tại em nói em yêu tự do mà. Tự do lẽ không có tiền thì tự do hoài rồi. Chị thấy Hiền là một người phụ nữ rất là hiện đại, rất là lý tưởng trong mắt của chị. Chị rất là ngưỡng mộ em, một cô gái trẻ 22 tuổi mà có nhiều cái dự định trong tương lai như vậy. Nhưng cái điều quan trọng á, chị nói cho em nghe, phụ nữ sau này cái hạnh phúc nhất vẫn là phải có một mái ấm gia đình, là có một cái người đàn ông của riêng mình. Vậy thì về cái chuyện này em có suy nghĩ như thế nào? Dạ, trên thực tế là em muốn em cố gắng để mình thành công và cố gắng để phát triển mình cho đến khi em gần 30 tuổi thì em có một cái tài chính ổn định để em về làm vợ. Cái quan điểm em rất là lạ, tại vì nhiều người phụ nữ người ta chỉ nghĩ là đi theo chồng thì về chồng nuôi, chứ tại sao phải có tài chính ổn định mà đi về làm vợ? Tại vì em muốn phát triển cho đứa con sau này. À, nghe chưa anh Linh ơi, người ta lo tương lai xa lắm, người ta lo tới con sau này luôn, cho cái thế hệ mai sau luôn anh Linh ơi. Còn bạn nghĩ tương lai của mình như thế nào? Đứng lên thì thuyền lên, nên tại sao phải ràng buộc mình vào một cái kế hoạch cố định? Bạn đúng là người tự do, đi tới đâu biết tới đó, biết xong rồi đi tiếp nữa, đúng không? Dạ.
Chà, cái này cũng hơi khó nha. Giờ tôi hỏi bên kia, nãy giờ nghe bên đây có một chút cảm tình gì không nhỉ? Em cần là kinh nghiệm, nên em cần chàng trai của em phải là người thầy của em. Em muốn người đó phải dạy cho em những cái mà em không biết. Em cảm thấy nãy chưa dạy được em gì hết. Rồi, rồi, thọc xong luôn rồi đó anh Linh ơi. Nhưng bây giờ anh hỏi quan trọng nha, cái điều này rất quan trọng nè. Bây giờ cái mẫu người lý tưởng của em á là như thế nào? Là không có giống hoàn toàn gì với bạn bên kia hết. Trời đất ơi trời. Là sao? Không giống hoàn toàn gì bạn bên kia hết. Em thích mẫu phụ nữ hơi truyền thống chút xíu. Không có cá tính gì vậy. Cá tính là tốt, em rất là tôn trọng những ước mơ và hoài bão của bạn đó. Nhưng mà mẫu người em chọn sẽ không phải là mẫu người gì vậy. Mẫu người truyền thống là sao? Bạn có thể nói cụ thể hơn. Người phụ nữ như thế nào? Thì truyền thống thôi anh. Truyền thống là sao? Truyền thống có nhiều truyền thống lắm. Thí dụ tóc tai nè, mặt mũi, quần áo sao nè, đi đứng sao là... Tóc dài. Tóc dài. Nếu mà tải vào ngoại hình thì nó sẽ dễ hơn. Rồi, đúng rồi. Tóc dài. Tóc dài. Ăn mặc kín đáo. Giọng nói nhẹ nhàng. Đại khái là vậy. Anh Linh ơi. Hả? Bên đây tóc dài. Tóc dài hả? Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng. Ăn mặc đoan trang, hợp thời trang chứ đâu phải là mà dạ, đúng, nhưng mà cái ẩn sâu ở trong đó là người cá tính và tham vọng. À, tức là bạn bên đây nói bạn bên đó là ẩn bên trong á, là người cá tính và tham vọng nhiều quá. Bạn trai bên đây muốn cái người không có tham vọng. Trời, em tức quá, em muốn nhìn thấy mặt của bạn trai bên đó quá. Nhìn đi. Em nhìn cái đó, tức quá trời luôn kìa. Nhìn đi. Sao coi sao, có cái gì dữ dằn chui đầu nhiều quá. Đó. Thấy sao? Này giống đối tượng hẹn hò của Cát Tường quá. Được không Cát Tường? Được, 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 được. Được cho Cát Tường á. Nhưng mà anh thấy thế này nè. Bây giờ á, bạn lại hình như qua cái lời nói bên kia, cái giới thiệu bên kia thì hình như bạn chưa thích về tính cách bên kia đúng không? Để tôi thử xem coi thế nào nha. Rồi tôi về tôi sẽ tư vấn cho bạn. Hello. Hi. Đúng như lời em giới thiệu không? Sao mà thì ghét dữ vậy. Anh thấy rằng em hơi bị sai lầm. Sai lầm một cách trầm trọng luôn. Bởi vì khi anh nhìn rồi thì ghét lắm. Cái gì đó, cái gì đó. Cái vẻ đẹp đó thì cũng sẽ profile theo thời gian, quan trọng là hai người nói chuyện có hợp hay cái... Đúng rồi, quan trọng là cái có hợp hay không ha. Bây giờ có lẽ rằng các bạn sẽ chuẩn bị đến với giờ khắc rất là quan trọng. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các bạn gặp nhau và chỉ trong 2 phút thôi. Bởi vì cái lần đầu tiên ánh mắt chạm ánh mắt, trái tim chạm trái tim, tâm hồn chạm tâm hồn. Và lúc đó để xem mình cảm nhận thế nào, cảm giác thế nào. Và các bạn có 2 phút để quyết định các bạn có đồng ý hẹn hò hay không. Tờ giấy một cây viết đúng không? Mượn giấy và viết để làm gì hả bạn? Thì chút nữa anh sẽ viết. Rồi, bạn yêu cầu cái tờ giấy cây viết. Đây, tôi cũng đang tò mò các bạn viết gì đây. Rồi, sẵn sàng. Và bây giờ xin mời bạn quay mặt qua tấm rèm. Và bây giờ có lẽ giây phút hồi hộp nhất. Bắt đầu. Chào anh. Chào em. Em tên là Ngọc Hiền, em thích đi phượt, còn anh thì sao? Anh có một khả năng đó là anh coi chữ ký nên mình có duyên nên anh sẽ coi giùm em một cái, em có để ký tên giùm anh. Coi chừng cái giấy đăng ký kết hôn đó. Ký đi. Xem chữ ký có phong thủy tốt không mới hẹn hò. Bí hiểm quá. Bạn là người thích tự do, rất tự hào về truyền thống gia đình, rất là yêu thương ba mẹ mình. Hình như thôi. Cái này hơi liên quan tới cá nhân, tuổi thơ của bạn không có, tức là nhà của bạn hồi quá khứ không có giàu có lắm. Ta gặp nhau ta nói chuyện tình cảm tự nhiên đi sao coi bói. Không có chuyện tương lai mà nói chuyện quá khứ rồi. Mình sẽ có 2 cái lời khuyên cho cái chữ ký của bạn để sau này bạn có dễ thành công hơn trong cái sự nghiệp của bạn. Một là phải có nét gạch dưới trên chữ ký. Hai là cái nét cuối chữ ký nên đá lên chứ đừng để xuống như vậy. Giờ mới hiểu sao ông ế rồi đó. Chúng ta còn 30 giây, còn 30 giây. Ừ, vậy. Nhắn lên bạn. Nếu như bạn đồng ý hẹn hò thì
sáng một nửa tờ giấy đưa mình số điện thoại, còn không thì thôi. Hết giờ, mời các bạn quay ghế lại. Chúng ta sẽ có 3 giây để quyết định xem các bạn có đồng ý nhấn nút đỏ để hẹn hò không. Một, hai, ba. Bấm. Màu hồng. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn đứng dậy. Hai bạn đứng dậy. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay hai bạn cũng đã tìm hiểu được một cái chút gì đó, cái tâm lý của nhau. Và hình như hai bạn đã đến gần với nhau hơn. Tôi xin hỏi bạn trai, hồi nãy bạn nói rằng cái tiếp người, cái người lý tưởng của bạn là không giống cô gái bên kia, nhưng cuối cùng bạn là người bấm trái tim màu hồng đầu tiên. Em thắc mắc chỗ đó, em ngồi em còn tức, em còn tự ái, em giận giùm luôn. Ừ, tại sao? Dạ thì phải thử mới biết nha anh. Dạ không, tại vì hồi nhỏ học toán là mình học cái bài mà đường tiếp tuyến á, tức là mình chỉ cố gắng sống làm sao cho sát cái lý tưởng thôi, nhưng mà có những cái không giống gì mình cũng phải thử nó mới biết được mình có thích hợp hay không. Nhưng mà giờ nhìn thử kỹ phù hợp không? Người ta đã chọn rồi, anh còn hỏi khó người ta nữa, người ta đã đồng ý rồi. Dạ con chào cô Hồng Vân ạ, con chào chú Quyền Linh, chào anh đồng hành cùng em. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Kim Dung. Năm nay em 29 tuổi và em đến từ Đà Lạt ạ. Từ Đà Lạt 29 tuổi, Dung làm gì? Dạ, con làm tư vấn viên tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife ạ. Tư vấn viên ha. Dạ. Mời nhà trai. Dạ, trước tiên em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên cạnh. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em tự giới thiệu, em là Đỗ Văn Tú, năm nay 33 tuổi. Đỗ Văn Tú, 33 tuổi. Dạ. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa. Biên Hòa, làm gì Tú? Dạ em làm kỹ sư cơ khí. Kỹ sư cơ khí, sống và làm việc tại Biên Hòa. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì Tú? Dạ em ưu điểm thì sống tự lập. Tự lập. Biết nấu ăn. Nấu ăn, gì nữa? Vui tính. Có khuyết điểm gì không? Dạ em khuyết điểm thì nhút nhát trước đám đông. Nhút nhát đám đông. Hơi nóng tính chút xíu. Hơi nóng tính chút. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của con là một người sống rất là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, chân thành. Con thích những công việc như là từ thiện hay là giúp đỡ người khác ạ. Dạ. Còn điểm yếu? Dạ, còn khuyết điểm của con thì vì con là người sống tình cảm nên là con khá là biết ướt hay khóc nhè á cô. À, hay khóc nhè hả? Dạ. Nấu ăn thì cũng chưa được ngon ạ. Đường tình duyên của em trai sao nè, nói cho đàn gái kia, nói lớn lên. Dạ em thì trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời đi học. Rồi mối tình đầu tiên bỏ qua, mối tình sau này là mấy năm? Mối tình thứ hai thì em quen và lập gia đình được 11 năm, trong sống được 11 năm. Ủa em lập gia đình rồi? Dạ vâng ạ. Được 11 năm? Dạ. Trời ơi, ở nhau được 11 năm luôn hả? Dạ. Được mấy đứa cháu? Dạ em được hai cháu gái. Bây giờ hiện tại cháu nhỏ thì 6 tuổi họ ở với mẹ, còn cháu lớn là năm nay 12 tuổi ở với em. 11 năm nhưng lý do tại sao lại chia tay hai đứa nhỏ em? Dạ tại vì trong cuộc sống thì công việc của em ấy thì là hay đi công trình, đi làm xa. Mới hay nữa là em cũng tại vì là tính chất công việc em ham mê về công việc quá cho nên là cũng ít dành ít thời gian cho gia đình, dẫn đến tình cảm càng ngày càng nhạt phai. Lo do em đi qua sao, đi làm, em đi làm việc, em không chăm sóc gia đình. Dạ. Bây giờ bây giờ liệu là nếu mà mình lấy vợ về á, thì em nghĩ là em có thể lo được cái cuộc sống cho thêm một người vợ mới và nhiều khi lại có con nữa không cưng? Dạ cái này em đủ khả năng và em không dám hứa nhưng mà chắc chắn sẽ là một chỗ vợ tinh thần và vai vững chắc lo cho cuộc hôn nhân sắp tới. Yeah. Rồi lúc đó có đưa bé về ở chung với hai vợ chồng em không? Dạ có. Có phải không? Dạ. Chị muốn hỏi là em thì sao về cái tình duyên của em? Em cũng như anh, em cũng có trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ ạ. Và cách đây khoảng hơn 4 năm ạ. Hơn 4 năm rồi? Dạ. Là đổ vỡ hơn 4 năm, vậy là mình có con chưa? Dạ, em có một bé gái ạ. Một bé gái hả? Dạ. Là bé ở với em? Dạ vâng ạ.
là mấy tuổi rồi? Dạ hơn 5 tuổi ạ. Hơn 5 tuổi rồi. Bé trai bên đây là 12 tuổi. Dạ. Em là cháu gái. À, hai cháu gái luôn ạ. Hai đứa gái luôn. Dạ. Ồ là nếu mà chị lớn là 12. Dạ vâng. Là bên đây là bé gái là hơn 5 tuổi. Dạ. Thì coi như hai chị em đó. Dạ. Ha. Bên đàn gái có bây giờ muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình là một bờ vai vững chãi ạ. Về kẻ mặt tinh thần lẫn kinh tế và phải thực sự là yêu thương con gái em ạ. Dạ, đó là một yếu tố quyết định của em. Sao em dạ, cái đó là điều chắc chắn tại vì em là sống nội tâm, sống rất là tình cảm. Dạ. Thì có qua có lại thôi em. Dạ. Người ta yêu con em thì em yêu con người ta. Dạ, là cái chuyện đó là hết sức là công bằng đúng không? Dạ. Thì hôm nay mình đi với ai nào? Dạ em đi với bố, con gái, anh chị em và một chị đồng nghiệp cũ khi mà em làm ngân hàng ạ. À vậy hả? Có con gái đi nữa hả? Bây giờ hỏi ý kiến con gái chút xíu đi ha, rồi qua ông nha. Ha, rồi ông nói ha. Rồi. Ông cho cháu nói. Thì con gái tên gì? Con chào ông Huỳnh Linh, con chào bà Hồng Vân. Chào con. Con chào các quý vị khán giả. Con tên là Trường Ngọc Quỳnh Chi, năm nay con 5 tuổi. Con là con gái của mẹ Dung. Con chào chú, con chào chào chú chưa? Rồi giờ con hôm nay con muốn nói gì với mẹ nào? Con muốn nói gì với mẹ mình không? Dạ có. Con nói đi. Con muốn mẹ hạnh phúc với con. Con muốn mẹ hạnh phúc với con hả? Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Có hả? Con thấy thích chú này không? Dạ có. Có luôn. Trời thấy cưng quá rồi đất luôn rồi đó. Dạ rồi xin mời bác. Này là ông ngoại hả? Là bố của Đây chương trình thì chào ông Mai bà Mối, nói chung là giữa Quỳnh Ninh và Hồng Vân thì mình là bố đẻ của cháu Dung. Dạ con chào bác. Chào cháu. Mình thì hiện tại đang sống ở Đà Lạt. Và cũng là hai nơi, cả Lâm Hà nữa, cũng nói chung nó cũng ở Lâm Đồng hết. Nhưng mà mình thì mới lên Đà Lạt được hơn một năm. Còn cháu Dung ở trên Đà Lạt với trên đó nhà mình đấy là cũng được 7 năm rồi. Thì qua mình thì cháu Dung thì cũng trải qua một mối tình rồi, là hai đứa cũng đã thương yêu nhau rồi cũng lấy nhau đấy, nhưng mà được hơn một năm thì là chia tay. Nhưng do lý do ấy thì thực chất ra thì cũng Dung sống là sống nội tâm và tình cảm. Nhưng Dung thích nhất là cái tình cảm, nó là quan trọng nhất đầu tiên. Còn về kinh tế thì Dung cũng là quan trọng, nhưng mà Dung thì sống về nội tâm nhiều hơn. Thích người chồng phải quan tâm mình, vì Dung rất là ước ao. Thường ấy là cái ước ao làm sao lấy được một người chồng giống bố mình. Thì thôi qua chương trình này thì cháu Dung đây thì cũng là cái cơ hội mà để có một cái chương trình bạn bố đen hò ấy, là thì cũng là đến cũng là một cái duyên đến đây để hai đứa là gặp nhau. Thì bác thấy cháu bên này thì cũng rất là cũng có nhiều cái điểm cũng giống tương đồng và tương đồng với đây, vì thứ nhất là cái nội tâm, sống trong nội tâm thì chú sống rất là nội tâm. Cái đó là điều quý nhất. Nhưng chú chỉ có muốn cái là một điều, chú chỉ hỏi một cháu một điều thôi. Trong gia đình thì trong lĩnh vực thì nó có hai cái, thứ nhất là về kinh tế và tiền bạc. Thế bây giờ thì chú chỉ hỏi là bây giờ mình sẽ nặng về bên nào hơn, ý là sẽ là 50-50 thì cháu sẽ chọn trong cái tình cảm nhiều hơn hay là về kinh tế nhiều hơn? Dạ, theo quan điểm của cháu. Dạ vâng, cảm ơn bác. Thì con xin trả lời câu hỏi của bác. Thì thực sự ra là trong cuộc sống thì đối với con thì cái vấn đề vật chất nó không thành vấn đề. Khi mà hai người sống mà có tình cảm thì cả dù khó khăn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mình cùng nhau bảo ban, cùng nhau vượt qua thì có tất cả. Còn nếu mà quan trọng về vật chất thì con nghĩ là cái tình cảm không bao giờ gắn bền. Đó là điều tuyệt vời. Quan điểm đúng rồi, chưa bác đây. Dạ. Thứ hai bác chỉ hỏi cháu một câu. Dạ. Thì bác ấy thì có sinh ra được có ba em. Dạ. Dạ. Thì lớn năm nay là 32. Còn bé này là năm nay 29. Dạ. Dạ. Còn út thì năm nay là 17. Dạ. Nhưng mà
Con gái thì đây này là chỉ là một thôi, nhưng nó lại rất là cưng vì chú. Cưng nó không phải là cưng cái gì đâu, nó giống tính chú. Đấy, nó tính là tính cách. Đấy, mọi mặt là về nội tâm nhiều hơn. Đấy, nên là thích những quan tâm cho mọi người. Thế chú chỉ mong muốn đấy là nếu như các cháu mà đã đến được với nhau đấy, thì chú chỉ mong muốn các con đến với nhau là cái tình cảm ta phải đưa đầu tiên. Gia đình muốn hạnh phúc thì nó là cái tình cảm mình phải quan tâm, mình chỉ bỏ một chút thời gian ra thôi. Nhưng mà khi mình đã bỏ chút thời gian ra, quan tâm đến một người phụ nữ, vì người phụ nữ ta rất thích thiếu cái tình cảm, nên chỉ cần một chút là thì gia đình sẽ là hạnh phúc. Thì cháu cũng đã đổ vỡ một lần, Dung cũng đổ vỡ một lần. Nhưng mà Dung đổ vỡ thì nói đúng ra nói thì cũng không phải là lỗi về Dung, thì nói đúng ra nếu như nói là mình không phải quan điểm của giữa mình là người cha đẻ Dung, nhưng nếu như Dung là người mà mình chẳng qua gia đình bên kia là không có phúc thì phải chịu thôi. Chứ nếu như gia đình được phúc thì đó là một điều tuyệt vời. Nếu như được điểm cộng thì tớ sẽ là người đã cha đẻ, tớ cho Dung được điểm 10 cộng. Đó là tuyệt vời nhất. Bây giờ nói đúng ra là rất hiếm được những người con gái biết được mọi cái, quan tâm mọi người, và đó là một cái điều. Nhưng thôi, đó là cái duyên, không có lợi, mình phải chấp nhận. Nhưng các cháu đến đây rồi đấy là thì đó là cái duyên. Thì ta cũng có là cái lợi thì ta đi cho nhau một cơ hội. Đấy là một quan điểm. Quan điểm thứ ba thì bác chỉ phải hỏi một điều này. Giả sử nha, cháu có khả năng về Đà Lạt ở với chú thôi. Đấy, chú cứ nói trong cái quan điểm đó, nó là cái quan điểm nó như vậy. Nó có một cái quan điểm phải nói thật với nhau. Vì bây giờ thực tế cuộc sống ở đâu cũng thế thôi. Đấy, quan trọng tình cảm là quan trọng nhất. Có về không em? Đấy là để giả sử. Đấy, tôi nói vậy. Còn con thì các cậu cũng có các con rồi, tôi không nói vấn đề đó. Nó là trách nhiệm của hai cậu. Đó là phải có về không? Đấy, không, đấy là điều kiện. Thực sự thì con nói với bác là cái vấn đề ấy, thì khi mà hai người mà tìm hiểu mà hợp là tiến tới được với nhau thì quan trọng, thì cái vấn đề là ở đâu không quan trọng. Quan trọng chủ yếu là hai người hợp và cùng nhau bỏ ban nhau làm ăn. Thì các cụ nói là đất lành chim đậu, không có căn ngại gì, vấn đề là ở đâu hay bất kỳ chỗ nào. Thực sự là con thì trong gia đình thì con là con lớn trong gia đình, nhưng mà thì cái tâm lý của bố mẹ con thì cũng không có gì mà đặt ngại vấn đề phải làm dâu, mà con là sống từ lập từ nhỏ cho nên cũng không phải là về bắt phải làm dâu như nào. Nhưng mà ví dụ như là mình sống ở đâu thuận tiện công việc làm ăn và phát huy được, phát triển được là tốt thì mình cứ phát huy, chứ không quan trọng là phải bắt về chỗ nào chỗ nào. Rồi, nghe là vỗ tay. Đây là một một người đàn ông rất là bản lĩnh, nó vượt qua những thử thách và sát hạch của họ nhà gái. Em trai đi với ai vậy? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân luôn hả? Dạ. Bạn thân cho vài ý kiến coi nào. Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào chị Vân ạ, và chào toàn thể quý vị khán giả trong phim trường hôm nay. Dạ em là Tiền Giang, em là bạn thân của bạn Tú. Và bạn Tú thì ưu điểm của bạn ấy là rất là quyết đoán và nấu ăn rất là giỏi, và nói chung là bạn ấy rất là nhanh trong công việc, rất là nhanh. Còn bạn gái bên đây thì rất là xinh. Mình mong rằng là bạn Tú với bạn Dung bên đây hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau nhiều hơn để có cái kết quả nó tốt đẹp hơn, nhanh gần để cho bạn Giang được đi nhậu đám cưới. Rồi, okay, cảm ơn thằng trai. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Cô gái bên đây xinh lắm đó nha cưng nha. Ăn thua là em đó. Nào hãy chấp lấy thời cơ, mở rào. Con gái quá trời xinh luôn vậy đó. Tới anh có món quà tặng nha. Dạ em cảm ơn anh. Đây. Rồi bây giờ mình mở hộp ra xem là gì. Mình mở hộp quà của bạn đó. Mở đi rồi xong nói ý nghĩa sao lại tặng cái món đó. Cái gì vậy cưng? Dạ sách ạ. Sách. Sao em lại em tặng? Em rất thích đọc sách luôn. Dạ. Tại vì thực sự ra đấy thì đọc sách thì rất là cái sở thích của em. Mới hay nữa là thực sự ra em là con người sống nội tâm, cho nên là em tặng em gái một cái cuốn sách là Tấm Lòng Vàng. Có là bao nhiêu cái lòng tình cảm của em là dành cho trong cuốn sách đó. Thay lời em muốn nói. Thay lời muốn nói bằng cuốn sách. Rồi mình tặng bên nhà trai đi cưng.
Dạ, em đến từ Đà Lạt. Đà Lạt thì nổi tiếng với lại hoa và dâu tây ạ. Và em mang những đặc trưng của Đà Lạt đến tặng cho anh. Ôi, cảm ơn em. Ngồi đi qua cái ghế lại ngồi hai đứa nói chuyện đi cưng. Thì đúng là thực sự thì tới đây thì trước đám đông ấy mà trước một người phụ nữ xinh đẹp thì em rất là nhút nhát, mà không biết thì em có làm một bài thơ gửi tặng bạn gái cũng như tất cả quý vị trong khán giả ở trong trường quay. Vì em luôn quá không nhớ được nên là thôi xin phép nó đọc. Bây giờ đối tượng của bạn là bạn này cho nên dạ, vâng. Bạn xưng là anh em đi. Dạ. Thì anh tặng em bài thơ cũng là cái bài thơ này đấy, thay lời anh muốn nói và gửi gắm bao nhiêu tình cảm của anh cũng dành chọn trong bài thơ. Dạ. Anh xin đọc cho em. Dạ. Chào em cô gái dễ thương, vừa gặp anh đã mến thương em rồi. Đắm say những lúc nàng cười, khiến anh ngây ngất cả người xuyến sao. Xinh xinh má ửng hồng đào, ấy kia đầy đặn làm sao kìm lòng. Nhìn vào đôi mắt sáng trong, hồn anh đã lạc như không lối về. Nhìn nàng quả quyết, quả hết chỗ chê. Chỉ sao mơ ước nàng về cùng anh. Đắp say, xây mối mộng lành, sẻ chia bầu bạn cùng anh sớm chiều. Thỏa lòng cho một chữ yêu, điều gì em muốn anh chiều em ngay. Chứng minh cho trái tim này là bài thơ viết tỏa bày nghĩ suy. Em ơi đồng ý ngay đi, mình yêu nhau nhé còn gì tốt hơn. Vừa không còn cảnh cô đơn, vừa không còn cảnh tối hôm một mình. Chung tay xây mối duyên tình thành một tổ ấm gia đình mộng mơ. Xin hết. Bài thơ rất là hay và ý nghĩa luôn ạ. Em cũng là một người sống rất là lãng mạn nên là rất thích một nửa của cuộc đời mình là một người sống tình cảm và lãng mạn như vậy ạ. Thực sự anh thì cũng người sống nội tâm, tình cảm. Cho nên là thực sự là anh rất thích những người mà sống biết quan tâm, chia sẻ. Tại vì thực sự là sau một lần đổ vỡ, anh rút ra được rất nhiều bài học và kinh nghiệm. Cho nên là anh cũng tới đây được gặp em cũng là một cái duyên, thì mong sao anh em mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để tiến tới xa hơn nữa. Dạ. Em hôm nay em gặp và nhìn thấy anh như thế nào ạ? Em thấy anh là một người rất là chân thành, chân thật, hiền. Dạ. Cảm ơn em. Rất là thú vị khi mà hôm nay trời mưa to. Và bài hát mà em muốn tặng anh thì lại là có một chút mưa trong đó. Và hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Hy vọng rằng khi mà mình đã đổ vỡ rồi, những cái bài học kinh nghiệm đã rút ra rồi, thì mình nếu giả sử như đến được với nhau thì mình sẽ vun đắp, sẽ gắn bó với nhau, sẽ vượt qua mọi những khó khăn, thử thách để đến với nhau ạ. Dạ đúng rồi. Mình hẹn hò thế nào đó, thôi mình bàn thử đi em trai. Dạ, thì thực sự vừa nãy thì lúc em giới thiệu anh cũng không nghe rõ là... Dạ. Công việc của em là hiện tại là đang làm gì? Em đang là tư vấn viên tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife ạ. Hiện tại em làm việc ở đâu? Em làm tại Đà Lạt đây. Đà Lạt. Dạ. Vậy là hiện tại bây giờ em đang sống cùng gia đình ở trên Đà Lạt. Dạ vâng, em sống cùng gia đình em ở Đà Lạt luôn ạ. Dạ. Thì thực sự thì anh ấy đang sống và làm việc ở Biên Hòa. Thì vậy là anh em mình cũng khoảng cách là cũng là khá xa. Thì theo em thì anh em mình có thể tìm hiểu như thế nào nó hợp lý. Căng à, chứ không có đơn giản đâu. Vì tại vì cái địa lý nó hơi xa, nhưng mà cái tình yêu thì hai người mà dành cho nhau trọn vẹn thì cả dù xa đến mấy thì chúng mình có thể tới được với nhau. Dạ vâng, em thì từng nghe có một câu nói thì em cũng không nhớ tác giả của đó, nhưng mà đại khái nội dung như thế này. Tình yêu thì như những đốm lửa, nếu như mà nó sẽ bùng cháy khi mà đó là một ngọn lửa lớn, nhưng mà nó sẽ bị dập tắt khi đó là những đốm lửa nhỏ. Nếu như mà thực sự trong xa cách, nếu như hai người thực sự yêu thương nhau thì đó không phải là một rào cản. Bây giờ mình thử xem, thí dụ nữa mình có đến với nhau rồi mình phát triển kinh tế ở đâu, thử đoán xem có về Đà Lạt hay không, hay là về nhà bạn trai như thế nào, mình thử tính thôi. Hai đứa bàn thử xem. Theo em thì như bác vừa nói thì muốn phát triển kinh tế ở Đà Lạt thì thực sự thì một cái thành phố nó rất là mộng mơ, thì anh rất là thích và anh cũng chưa có dịp mà tới đó, thì anh cũng không biết là cái ở trên đó như thế nào, thì em có thể cho anh biết
nếu như mà anh em tới được với nhau thì mà theo điều bác mà muốn là mình phát triển ở trên đó thì cái công việc và cái cuộc sống kinh tế ở trên đó thì em thấy nghĩ như thế nào? Hiện tại Đà Lạt là một thành phố du lịch và đang rất là phát triển ạ. Anh nghĩ thế này, với một người yêu xinh xắn thế này, một cô vợ tương lai đẹp thế này thì ở đâu mình cũng đi, thậm chí trong rừng mình cũng vô luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Quan trọng là tình yêu thăng hoa, chúng ta có thể làm tất cả mọi việc. Dạ. Như nãy em nói là quan trọng là tình cảm. Dạ. Còn công việc ở đâu chúng ta cố gắng thì nó cũng sẽ thành công thôi. Dạ, với lại về bên kia có bố vợ tương lai cũng có thể hỗ trợ được. Dạ. Nãy bố cũng muốn về ngoài đó. Dạ. Cái chuyện này do hai đứa bàn. Dạ. Chứ bây giờ anh hỏi thật sự là trái tim em có rung động trước đối phương chưa? Thực sự là em lất là rung động chứ không phải rung động đấy. Trời, nhìn là thấy rung động toàn phần rồi. Cô gái xinh đẹp như thế, vấn đề là chúng ta đủ sức để có thể lo cho hai đứa nhỏ, rồi còn một đứa nhỏ ở nhà bên vợ cũ nữa ha. Nói gì nói, mình cũng phải có trách nhiệm với những đứa trẻ đó, thấy không? Bây giờ về lo, đây cô bé này quá xinh xắn ha. Rồi còn bé kia nữa, làm sao lo tròn, rồi lo cho mẹ nữa. Thấy không? Chưa quan trọng hết là cái điều đó. Còn phải làm một thằng con trai nữa. Hiện giờ là mới có ba đứa thôi. Từ từ bình tĩnh. Không, cái đó là mình phải lật bài ngửa hết không, chứ sao bình tĩnh được. Nào lo cho hai đứa nhỏ này xong rồi tính chuyện kia. Thôi. Nhiều quá không được đâu. Cũng bây lớn giờ thế này, tuổi rồi. Thời gian có nhiều nữa, tụi em cũng nói chuyện nhau rất là nhiều rồi. Dạ. À, bây giờ em nói một câu gì để thuyết phục cô này, đơn giản như vậy thôi. Dạ. Nào, hãy nói những cái gì mà từ trái tim của mình, nói thật lòng với cô ấy đi. Thật sự thì anh với em tới đây cũng là một cái duyên. Thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Thật sự bây giờ anh là cũng lớn tuổi chứ không còn ít tuổi nữa, thì anh cũng là yêu thật lòng để mà tìm một cái người là bảo vai vững chắc. Đó là cái hậu phương vững chắc để cho anh phát triển về kinh tế. Thì thực sự ra thì anh là cái tình cảm anh dạt dào lắm. Thì anh không hứa là cho mẹ con em một cái giàu sang phú quý, nhưng anh cũng sẽ là một chỗ dựa tinh thần, một cái bảo vai vững chắc để làm điểm tựa cho hai mẹ con cùng với bố con anh phát huy và tiến tới gia đình phát triển kinh tế một cách tốt nhất và nhanh nhất. Hứa là chắc nha. Dạ chắc chắn. Không có đi làm riết rồi, không có thứ quan tâm. Dạ. Thật sự phụ nữ người ta rất cần cái sự quan tâm và chăm sóc. Ha, yeah. Mình đi mình lo tiền rồi mình bỏ quên vợ con ở nhà. Yeah. Cái điều này mình phải rút kinh nghiệm nha. Bây giờ vâng, không giàu sang phú quý nhưng mà phải đủ ăn đủ mặc. Dạ yeah, đúng rồi. Nãy quên cái chữ đó. Yeah. Đủ ăn đủ mặc là phải yên bình nữa, phải dư chút đỉnh nữa cho ăn đủ mặc. Cái đó thì đâu. Điều đó là chắc chắn rồi. Rồi, yeah, ok. Yeah. Còn chuyện bấm nút hay không, trả lời thế nào là phụ thuộc vào cô gái. Yeah. Hai bạn hãy để tay vào nút bấm. Bên tay trái kìa em trai. Yeah. Bên đây cưng. Hai bạn cũng đã lớn rồi, đủ sức để chúng ta cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Cảm nhận đúng chúng ta bấm nút, cảm nhận không đúng chúng ta không cần phải bấm nút. Hãy nhắm mắt lại xem thực sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ nó có rung động con tim của mình hay không. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả, bởi cái nút bấm nó hết sức quan trọng nha các bạn. Duyên nằm ở đó. Nào, 3, 2, 1. Một, hết thời gian. Bấm nút. Rồi. Nào, bây giờ chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý cho nhau một cơ hội. Hứa gì với bố vợ tương lai đi? Thì con xin hứa với bác, với gia đình nhà gái thì con là người sống rất là nội tâm, thì con sẽ cố gắng bắt cơ hội, nắm bắt cơ hội cái cơ duyên là lần này, và cũng là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất là mà vững chắc nhất để lo cho gia đình sau này phát triển kinh tế tốt nhất. Tất cả những lời hứa đó nó còn mãi mãi trên truyền hình nha, không bao giờ phai cả, và hứa gì thì nhớ đó. Xin phép bố cho hôn bạn gái. Con xin phép bác con. Trời ơi, cái gì mà hít hửi vậy trời. Nè em nói gì với con bé kia kìa. Nói con ơi, con tên gì nãy bác Vân quên rồi. Con tên gì?
Hả? Quỳnh Chi ạ. Rồi Quỳnh Chi. Bé Chi đó. Bé Chi có thích chú này không? Em nói thích rồi. Thì đó, giờ cho chú nói lại bé Chi cái nói câu đi. Dạ. Có em. Có em thích chú, có yêu chú. Chú gãy đầu ạ. Thế con có thích đi chơi cùng với chú với mẹ không? Là có. Nói vợ gì cũng có chứ. Mẹ nó có là nó có. Rồi,